Hello, xin chào cô chú anh chị. Hello, Chi Chi. Hello, Honey. Xin chào con bà cô chú. Bà về đi làm. Sáng nay ba Chi chở hai mẹ con Kim đến trường. Xong rồi cái ba Chi sẽ đi sân bay luôn. Mấy ngày nay đó trời mưa quá trường cô chú anh chị. Mưa tối hôm qua cũng mưa cả đêm luôn. Sáng hôm nay nắng nè. Where's the bike not? Where's the bike not locked? Come on, jump out, Lauren. We have to go, baby. Right, give me a kiss. Love you. Call you later. Have a good week. Love you. See you later. Okay. Bye. Bye, darling. Bye. Okay, chị. Chào mà cô chú. Xin chào các bạn cô chú. What you like? Nè, đụng gớt bình nước nè. Chi giờ nó đi vô trong viên, nó đứng xong mẹ đứng bên ngoài hàng rào nè mà cô chú. Xong rồi ông Chi làm gì? Bán hàng hả? Giờ Chi có gì? Cho mẹ ly cà phê sữa đi. What else? Như đó thôi. But you don't actually, this can sell anything. I just want coffee. Trong công viên cũng có hoa đẹp quá chừng luôn nè. Lavender nè cô chú anh chị. Đứng ở đây nghe mùi thơm thoang thoảng đó mọi người. Hôm nay Kim tranh thủ cắt cỏ mọi người. Cỏ ở nhà Kim á, nó nhanh cao quá chừng hôm bữa Kim rải phân á, với lại trời mưa nữa, nhanh cao dữ lắm luôn. Cứ mấy tuần là cắt một lần đó, mà mỗi một lần cắt cỏ là Kim ngán dữ lắm. Tại vì nó mỏi cái tay, nó đẩy cái máy đó, nó mỏi tay mà nó mệt. Mà ba Chi Chi thì đi công tác suốt, đâu có phụ Kim cắt được đâu. Cuối tuần ở nhà, nhưng mà cuối tuần trời mưa là không có cắt được đó mọi người. Hôm nay Kim tranh thủ vừa nắng là Kim cắt liền. Đó, nhưng mà Kim cắt cũng khoảng hơn 30 phút của cô chú anh chị. Rất là mệt luôn mọi người. Và hai cánh tay của Kim nó mỏi gì đâu luôn. Quá mệt mỏi. Thấy như vậy nhưng mà chưa có xong thôi cô chú anh chị. Còn làm sạch cái rìa xung quanh nữa. Quá mệt mỏi luôn rồi. Làm nhanh cho xong của chú anh chị. Dùng cái kéo này nè. Cắt. Thank you.
Em chưa đi học giờ rồi nè ông bà cô chú ơi. Đừng con đừng. Chi nha. Trời nắng ấm đó mọi người. Vô đây mua cho em chị một cây kem. Mua cây kem nhỏ thôi nha. Không có kẹo đâu, kem. Hả? Can I buy that when daddy's away? What? Can I buy when daddy's away? I came. What is it? Hello. Oh, it's here. Nói cho mẹ ăn cay đúng rồi. Cảm ơn chị gọi ca tính tiền. Cái này đi vô một hướng hả mọi người? Đi hướng bên kia xong rồi đi ra hướng này nè. Chị nhìn thấy ghê chưa? Rồi để lên tính tiền đi con. Is it? Thank you. Nè chị nè. Vậy rồi đó, kéo vô. Đừng có để cái kem vô thùng rác, đứng ở ngoài nha. Đây mày cầm áo cho, mở đi. Cầm này đi mày hái cho. Rồi bỏ vô thùng rác đi. Rồi đi. Đẹp quá chừng luôn mọi người. Đi lấy cơm. Cái hoa này không biết là cái tên là gì ha. Mà cái hoa giống hoa cúc nè. Mà nguyên một cái cây rất là lớn giống cái cây thân gỗ đó mọi người. Đẹp thấy ghê chưa mà quá trời nụ luôn nè. Nụ ơi là nụ luôn. Xum xê luôn mọi người. Quá trời đẹp luôn á. Nó cắn con hả chị à? Đi. Mày đẹp không? Trời ơi, con ong nó bay nó cắn một cái chết bây giờ làm gì chứ? Cái hoa nó màu gì chi? Cái hoa nó màu gì mà đẹp dữ thần vậy trời? Màu xanh. Màu xanh đúng rồi, với màu gì nữa? Màu xanh. Đúng rồi, giỏi dữ vậy ta. Ôi bậy rồi đó, hái vậy nè. Bẻ xuống. Vậy nè. Cầm đây, cầm hai tay thôi, cầm hai ngón tay. Rồi, bẻ xuống đây. Bẻ xuống đây. Đó. Ừ, nó chín đỏ rồi đó. Không sao, hái đi con. Được mấy trái? Rồi, đi vô. Thank you.
nay em chia có bữa tối nữa cô chú anh chị. Cái bánh này giống như là có cá hồi trong đây nè mọi người, cá hồi với phô mai luôn. Đây Kim đã nướng xong rồi nè, nướng trong lò à không, cái nồi chiên không dầu. Rồi chiên ngồi xuống cho cắt ra đi. Nóng con là nóng 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 nha con nha. Cái bánh này ngon lắm cô chú anh chị, cái vỏ ở ngoài nó giòn ha, ở bên trong đó, cá có ướp hành, người ta có ướp hành tiêu gì nữa, thơm rất là thơm luôn, và có phô mai nữa, em chia rất là mê luôn nè ông bà cô chú. Cá hồi cũng nhiều á, Kim thấy cũng có nhiều cá hồi á. Mời chị ăn đi. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá hả? Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Why, what do you don't want to eat any? Mẹ chưa có đói bụng, con ăn trước đi. Chết ăn cá hồi đúng không? Nóng á. Ngon không? Thơm á, mày ngồi đây mày nghe mùi thơm luôn nè. Này có nhiều cá hồi ra luôn á cô chú ơi. Một miếng cá hồi rất là dày luôn nè. Này em bữa mua bao nhiêu hộp em quên mất tiêu rồi, không nhớ nữa. Chị lạnh hả? Trời ơi. Mưa ở bên này mưa một lần á là cái tuần 10 ngày vậy đó bà cô chú. Xong rồi cái sau đó là sẽ nắng. Hôm nay là mới nắng được hôm qua với hôm nay thôi. Nắng nhưng mà buổi sáng vẫn là mưa bay bay hả mọi người, vẫn lạnh. Buổi sáng mùa 11 độ rồi đó. Bây giờ buổi trưa, buổi chiều nè, xế chiều nè là được 15 độ. Rất là lụm lên con. Kim vẫn chưa có đói bụng nữa. Tại lúc nãy làm cắt cỏ đó, xong rồi cái tới 2 giờ Kim mới ăn. Bây giờ uống ly trà nè. Giờ Kim ra dọn dẹp, vẫn chưa có xong hết mọi người. Chi ngồi đây ăn ngoan nha. Mẹ đi ra giường mà dọn dẹp ha. Hôm nay trời nắng đó cô chú anh chị, trời nắng buổi sáng có ui rồi chứ không nắng, nhưng mà đỡ hơn mấy hôm trước là trời mưa hết mọi người. Đêm chị đi học về là Kim ở ngoài đây nè, Kim làm suốt là cái sân này cắt cỏ, xong rồi cắt rồi ngày hôm nay làm nữa, là hôm nay là ngày thứ hai đó cô chú anh chị, là mới xong đó. Mỗi một lần cắt cỏ là cứ nghĩ là cắt cỏ xong rồi thôi, nhưng mà không có nha mọi người, cắt cỏ xong rồi làm đủ thứ hết trơn á. Cái bao tay Kim để đây cho nó khô nè, đây ha mọi người, Kim đã làm xong rồi nè, sạch sẽ ghê chưa. Nó một cái dải láng o luôn, Kim cắt xong hết trơn rồi, dọn dẹp sạch sẽ, đi tới đâu là lá cây á, là bông gì nó rụng là Kim hốt luôn. Vòng vòng đây là làm hết trơn nữa mọi người, là ngày nguyên ngày hôm nay Kim làm cái đó đó. Đây nữa nè, xẻ cái rãnh này nè, móc móc cỏ móc đất gì lên. Đó, chỗ này hôm nay Kim làm luôn ha. Ở bên này á, nó là phải ngay băng thẳng thớm nha cô chú anh chị, là sạch sẽ hết trơn luôn. Đó, một ngày hôm nay đó cô chú anh chị, làm xong cái này. Rồi nhổ cỏ bên trong đây luôn, vừa đi làm tới đâu là nhổ cỏ tới đó. Hốt lá cây, hốt bông hoa gì đó, sạch hết trơn. Xới đất lên nó tơi xốp lên nữa. Thấy không cô chú anh chị? Bởi vậy nhiều người hỏi Kim là bên này á, ở nhà không cả ngày làm gì đó, là đó tối ngày làm như đó đó.
sạch sẽ hết trơn rồi mọi người. Có mấy đứa bạn Kim nó nói tao mà như mày á, cái sân tráng xi măng hết, độ lát rạch gì hết đó cho nó sạch sẽ khỏi làm nó cực. Nhưng mà như vậy thì còn gì mà nói nữa hả mọi người. Mình thích để cho trồng hoa, trồng bông, trồng hoa nè, rồi có cỏ cho Chi Chi nó đi chơi, ra chơi nhìn nó xanh mướt mắt, chứ tráng xi măng rồi thì bê tông cốt thép không mà Kim lại không thích. Ông nó chui vô này, nó chui vô đó nó hút mật. Ôi chim, chim nó bay lên đầu. Tony cũng nói nữa, Tony cũng nói là cái tiền mà Kim mua bông mua hoa mỗi năm này nè, để đi sắm quần áo hay là mua đồ trang điểm gì đó, xí soạn giống như con gái anh bây giờ, đâu có nhiều người mà làm vườn đâu, đâu có thích ai mà thích trồng bông trồng hoa. Người ta thích mua sắm quần áo, sắm đồ trang điểm, đi ăn đi chơi. Chỉ có những người nghỉ hưu, người già như mẹ ảnh á thì mới làm vườn trồng rau, trồng hoa thôi. Chứ Kim còn trẻ mà Kim làm chi cho nó cực vậy. Nhưng mà Kim từ hồi Kim qua đây tới bây giờ 3 năm mấy, gần 4 năm, Kim chưa có mua một cái món đồ trang điểm nào luôn mọi người. Đây Kim vẫn chưa có dẹp nữa nè. Kim thích vậy đó, ở ngoài vườn vậy đó, trồng bông trồng hoa vậy đó, làm lũ con nhà nông mà quen rồi mọi người. Chiều gió mát quá chừng luôn, ngồi đây ngắm hoa. Lúc nãy em Chi đi học về, em Chi cũng mở cái dù đó đó ra đó ngồi chơi rồi đó, nhưng mà lúc nãy Kim bận làm ngoài đây nè, Kim không có quay phim hôm nay. Một ngày cuối cùng cũng đã xong cái hoa ly nè của chú anh chị. Hoa ly bữa nay nó có nụ rồi nè, chuẩn bị cái hoa này Kim thích nó mùi thơm dữ lắm luôn, có hoa ly nó thơm. Cái chậu này là năm nay là năm thứ ba rồi đó, cứ cái cũ đó Kim để nguyên, hoa nó tàn xong rồi Kim cắt cái cây Kim bỏ, cắt cái chậu đi, xong rồi cái sang năm nó tự mọc lại mọi người. Có con chim đen nè, nó bay tới bay lui, nó muốn ăn cái cherry của Kim nè. Cái cherry nói đi siêu thị mua cái túi bao lại mà không, chưa có bao nữa, ít bữa nó lặn chim nó ăn hết, nó hường hường rồi đó cô chú anh chị.